Được chưa? Chị đưa ra anh nhé. Anh vừa được bao nhiêu ngày đấy? Cái này là được hơn 1 tháng rồi. Tháng 1 tháng. Cái này mình vừa chân 2 chân gót nhé. Anh đâu vừa 2 chân con nặng này. Anh ngã là tàu này. Ngã này chân là trên cao xuống. Anh nhìn này tàu. Bó bột trước, bó bột bây giờ cách đây mấy là 10 ngày hôm nay, hơn chục ngày hôm nay mới có thuốc nam. Có thuốc nam ở đâu đây? Mình nhà cần ở đây nguyên đây. Trong quá trình điều trị anh tiến cái người thư viên chó theo nhé. Ok, cứ thoải mái đi được, anh không gì mà đấy đâu nhé. Năm anh bao tuổi nhỉ? 38, 39. À, chị như trai 33 à? Chị trai chú này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kém ít tuổi. Các chú năm gì chúng ta đến 40 rồi? Đâu, 33 à? Chị trai 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 33 à? Đi sớm rồi, anh có phải đến cái gối mà đợi ông đi chứ nhỉ? Để đó làm, anh đi nguyên đi. Để xong. Anh có phải đến cái khăn nước còn mau chân đi chứ? Không, không, anh có phải nguyên là cho ông làm chứ? Để nguyên, đó, các bạn. Càng cái này 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 nắm bên gần này. Cao quá. Cao quá. Nắm trung thẳng. Nắm đẹp đẹp. Nhưng đau vậy? Chị lấy về lau chân cho em chị ạ. Thằng nữa lau sạch chân nữa. Cái này có chui đâu chú? Đây có nhiều. Anh Tuấn dẫn mẹ rửa ra. Đấy. Kiểu cái cô cờ lại cái gì mà lại cái gì? Đi đi này, xong là năm ngày sau anh bỏ ra anh rửa sạch luôn này cho em nhé. Rồi chết ra rồi bong hết ra chết đi. Tiền đúng này đúng không? Tiền là lấy nước này nhỉ? Đúng không? Nguyên anh ngâm cái kia anh cho vu chả tươi anh đặt đi nhé. Chả tươi mình ngải cứu lá lốt đấy. Xong rồi cũng đặt đi, nấu với nhau cho này, xong ngâm chân cho em. Xong rửa sạch này đi. Nên là nốt, không để này là nó thể sau một chiếc ra, bông người ta chết rồi đi. Nào nốt ngải cứu và chè tươi ngải bốn vị ạ. Dạ vâng. Như thế này ok là nghi thì càng tốt. Cái này nó bỏng nó bị ai có ạ. Đó. Nấu hết lên với nhau rồi. Vâng. Anh gặp em sướng với nhà đi được. Hả? Anh gặp em sướng với nhà đi được rồi. Qua mình nên non chứ. Qua mình biết. Qua thì tao vẫn phải đi non. Tên là teo hết này để xuống lạch. Đấy, anh nguy hiểm.
nguy hiểm về sau mà không có thần về sau đi bỏ chân. Hai gót mình chỉ được một gót là đơn giản này, hai gót là có vấn đề. Nó không can đều nhau là không lấy khít đều nhau là xương rồi mới không di chứng này. Đây mà có không ai được chưa? Đi. Rất là thích là tôi đây, tôi cho rồi. Anh cứ đi để chuẩn bị. Anh không phải chắc được khẩu không sao vào là mày mà anh. Không chia đấy là chia. Anh được mấy cháu rồi? Hai. Chân teo nhiều đúng không? Teo nhiều. Anh bao tuổi đấy với vợ? 26. 26 rồi. Thì hơn chú này là chục tuổi ạ. Dạ vâng. 15. Anh đi vợ quê ở đâu? Quê ở đây. Anh đi vợ quê xuống. Cái này năm nay bao nhiêu? Em đang là... Cái gì? Cái này chơi không? Là gì? Quay đi. Hơi đau gì nhỉ? Đau 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 đi đau. Ngồi ghế chơi không chạy cũng không. Làm việc. Không đâu anh ơi. Anh không cần gồng cơ đâu nhé. Nhưng mà nhả cái xương nó kít vào nhau.
chân thì đang mất cơ rồi, run thì thường. Cảm giác có thấy chịu không? Thế thế run thì run, nhưng mà run dần. Chân anh đang mất gân rồi. Một ngày chị đổ rượu cho em này 2 lần cho em nhá. 2 hoặc 3 lần. 5 ngày hay 1 miếng. Trong một điều trị thì hạn chế rượu bia cho em nhá. Rượu thịt chó cho em. Và cá muối. Không ăn đâu. Cá muối. Cá muối. Mình phải ra trang nữa. Không ăn cái gì đâu. Mới đầu điều trị nhức lên nhá, đau lên kèo nhá. Chắc chắn đau lên được. Không có gì là không bất thường, là chỉ có đau thôi. Một ngày từ rượu 2 lần em. 5 ngày sau chị bỏ lá ra nhé. Xong chị bôi nghệ này, đây đây này. Bôi nghệ cho anh vào đây. Kết hợp 15 ngày sau thì ngâm em ăn lá kia nhé. Anh bó tầm hơn 1 tháng. Đến 2 tháng hoàn vàng nhé. Trong tình với chị thì khoảng 20-15 ngày sau là anh phải tập đi cho em nhiều nhé. Anh bó tầm 1 tháng, hơn tháng anh khoảng hoàn toàn được. Đấy nhá, tôi lấy tuổi mà. Hôm nay em xuống hoàn thiện hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh cùng với hai chú con. Từ đó anh khỏi được mấy tháng chưa? Nó thế này là khỏi được đi 4 tháng rồi. 4 tháng, ngày trước anh có mấy tháng nhá? Có 2 tháng. 2 tháng. Người ta đi làm việc bình thường chưa? Anh đi lại làm việc bình thường. Ngày trước anh có 2 chú con không? Nhân đi lại là hoàn toàn bình thường ấy. Ngày trước bệnh nhân là bó lá một thời gian ở dưới Nam Định 2 tháng để kiểm tra sự ứng điện. Sau đó bệnh nhân về nhà thuốc, về thuốc kết hợp thuốc bó uống nhân xương điều trị trong 2 tháng. Hiện tại bệnh nhân đi lại là bình thường. Bệnh nhân đi lại cân hoàn toàn bình thường. Thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh và quá trình điều trị của hai chiếc gót của nhân đi lại bình thường, không còn đau nhức. Thuốc lấy hình ảnh thường hay thực tế từ lúc ban đầu đến lúc hoàn thiện bệnh nhân đi lại bình thường, sẽ có thêm một video hoàn chỉnh, sau đó sẽ chia sẻ cho mọi người xem những ảnh thực tế nhà thuốc điều trị gãy xương bằng bó thuốc nam, cái là thuốc đắp thuốc uống thay nhân xương rất hiệu quả. Nhà thuốc kết hợp thuốc bó thuốc uống thì xương sẽ liền nhanh hơn, mau khỏi hơn và nhân đi lại bình thường. Nhân này rất đặc biệt là bó thuốc 2 tháng ở dưới Nam Định nhưng đi kiểm tra xương không hề liền. Sau bệnh nhân được mọi người mách để nhận thuốc điều trị, cái là thuốc bó thuốc uống sau 2 tháng. Hiện tại bệnh nhân đã khỏi được 4 tháng rồi. Nhân đi làm việc và cử động mọi thứ được bình thường nhỉ. Bệnh nhân ngày nghiệp bệnh nhân là đi tàu rất là xa, tàu biển. Hôm nay bệnh nhân ở nhà thuốc xuống ghi lại hình ảnh hoàn thiện quá trình điều trị khỏi của hai chiếc gót chân của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Nhân đi lại rất là tốt. Những
hình ảnh thực tế này sẽ giúp cho mọi người xem được tác dụng kỳ diệu của thuốc nam để trị gãy xương và vỡ xương rất hiệu quả, an toàn, hiệu quả và xương liền rất là nhanh. Thank you.